Xin chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh YouTube Đạt đến rồi. Vâng, thưa quý vị, thì hôm nay là ngày mùng 8 âm, là ngày mà Phúc Lâm Bảo Đường là chính thức khai xuân. Thì như quý vị có thể thấy là bên ngoài Phúc Lâm Bảo Đường ấy đang có rất là nhiều xe, cả xe ô tô lẫn xe máy. Thì quý vị hãy cùng đi vào đây theo chân Đạt để xem là những bệnh nhân đầu tiên của Phúc Lâm Bảo Đường thường là họ sẽ gặp những cái tình trạng gì về sức khỏe của quý vị nhé. À, chào chào bác ạ. Vâng. Bác mới lên à bác? Thế là bên Việt Trì sang. Thế là hai bác là bên Việt Trì sang đấy ạ. Nhà mình bên Việt Trì sang vâng. À vâng. Đây là xe ôm. À cô bác là xe ôm. Vâng. Cho cháu rồi từ trong Tết rồi. Vâng ạ. Bây giờ cháu nói cô nói nhá. Vâng ạ. Cháu giúp cô tí. Vâng ạ. Bởi vì là cô chồng cô bị liệt tứ chi. Vâng. Thế giờ nhờ thằng cu nó học đại học. Vâng. Thì là nó trông được có mấy hôm thôi bây giờ. Cháu nói với bác sĩ là chữa cho cô từ sáng một lần, chiều một lần, nhanh và đỡ thì cho cô giúp cho cô vài hôm cô về. Vâng, cháu hiểu rồi, nhưng mà không phải là cứ chữa nhiều là nó nhanh khỏi đâu ạ. Không, buổi sáng một lần, buổi chiều một lần ý. À vâng, vâng, vâng. Ý như thế chứ không phải là nhiều lần, cho cô khoảng 4-5 hôm cô về xong thì nó đỡ thì do cụ sang nhúc hết tải bột. Vừa bảo ông ấy rồi, ông bảo là đây là do bị xoang. Và ông còn bảo cái ông bảo thế luôn. Vâng. Vâng. Giúp cho cô như gà móc tóc giật mặt không mở được. Rồi, vâng vâng. Đấy thì giúp cô tí. Vâng, cô yên tâm đi. Nói chung là các thầy sẽ tất cả bệnh nhân dù ai cũng thế thôi, là các thầy sẽ đưa ra cái phác đồ điều trị sao cho hợp lý nhất với cái tình trạng để làm sao sức khỏe nó phục hồi được nhanh nhất. Nhưng ý là cô là người ta nhàn rỗi hơn cô. Vâng. Thì là người ta ở khoảng 5-10 ngày người ta về. Vâng. Cho cô nhanh của khoảng 4-5 ngày cho cô về. Vâng, vâng. Đỡ thì cần trông chú ở nhà. Vâng ạ, vâng. Cô cảm ơn như thế, vâng. Ý là như thế chứ không phải. Thế cô đã lên kiểm tra chưa? À chưa ạ. Thì cô mới vào đấy thì đông người quá thì cô sang phòng khám. À vâng. Phòng khám thì bảo thầy gì đấy. Vâng. Thầy gì cần lớn tuổi nhất thì thấy bảo là vâng. Cô bị sang rồi, bị xoang rồi. Vâng. Thì nó bị đau đây nên nó còn nhức hết vùng mặt của cô. À rồi, thế thì đúng là cô bảo như thế. Đúng, ngày xưa cô khám ở dưới Hà Nội ấy, thì cái ông thầy giám đốc bệnh mắt trung ương ấy, ông bảo là bị xoang. Xoang như xong nhẹ nhưng cô cho uống thuốc rồi nhưng không đỡ. Nó cứ giật nên như gà móc tóc. Nhúc hết này cũng còn đầu lên nhúc. Sáng nay cô phải uống 2 viên Maradon nó đau lắm cháu ạ. Vâng, cháu hiểu rồi. Ý là như thế. Bên cháu là cũng có thuốc xoang đấy. Thì thôi, ê, cô lên đây. Vâng. Đấy là ý cô lên đấy rồi. Về đi nhé. Điện thông đón. Đấy là cô đấy. Điện từ sáng cứ điện đi về về hàng. Từ sáng giờ mới đến nơi này, cứ đi tí một đoạn này đường này. Chào chào bác. Đấy, quý vị có thể thấy là hôm nay rất là đông bệnh nhân đây. Chào chào tất cả các bà nhé. Vâng ạ. Thầy Thái đâu? Thầy Thái đâu nhỉ? Vâng, chào chào bà. Thầy Thái đi vệ sinh vâng. Tí. Ngồi từ sáng giờ chưa nhấc mông dậy. Bà cũng mới đến hôm nay lần đầu tiên hả bà? Bà mới đến lần đầu tiên, bà muốn đến với con lâu lắm rồi, suốt ngày xem. Vâng. Đấy, quảng cáo mọi người. Mọi người gặp ai cũng quảng cáo. Vâng. Thế bà cho cháu hỏi là bà bị làm sao ạ? Bà bị thoái hóa khớp, mới là đau vai gáy. Thoái hóa khớp, đau vai gáy. Vâng. Cũng hơi bị trạo ngược dạ dày. À thế ạ, vâng. Nói chung là những cái trường hợp như của bà như thế là bên cháu điều trị thì... Bà rất tin tưởng. Vâng. Bà cứ yên tâm đi, rồi. Chắc chỉ có vài hôm thôi bà nhé. Không mong vài hôm, có vài tháng khỏi là được. Vâng. Đấy được rồi. Cái trào ngược dạ dày cũng thế, bên cháu là có thuốc ấy. Chắc là lát nữa thì khám kiểm tra thầy Thái sẽ cấp thuốc cho bà. Ồ đây, đây rồi. Đầu tiên, vâng. Được ưu tiên. Vâng. Thế là bà ở đây đúng không ạ? Bà không ở đây, mà bà muốn ở đây lắm nhưng không ở được, bà phải về. Lần sau bà lại đến. Thế thì cố nán lại đến trưa thì cháu đang có cái chương trình bốc thăm trúng thưởng cái đây, ghế massage kia. Dạ. Nhưng mà giải thưởng của cháu là giải thưởng cao nhất thì là cái này. Còn không là 50.000 này, 100.000 này, 200.000 này, 1 triệu, 2 triệu. Đấy. Đó, đấy, biết đâu được, nhiều anh nhỉ. Vâng. Đây là các bệnh nhân đang chờ để điều trị. Dạ vâng. Chào cháu ông. Vâng, tôi từ trên thành phố Lai Châu. À, ông ở Lai Châu ạ. Vâng. Vâng. Tôi với bà xã, tôi và xã tôi đang bốn người. À, đang điều trị trị liệu trong nhà. À vâng. Đến đây được 2 ngày rồi. Vâng. Vâng. À, có nghĩa là ông lên đây được 2 ngày rồi ạ? 2 ngày rồi. Tức là ở đây thì mới sáng nay. Chứ còn về cái đất bà trại này là được 2 ngày. À thế ạ. Vâng. Có nghĩa là hai ông bà về đến đây là đợi đến ngày khai xuân để ông bà lên đấy ạ. Rất tin tưởng của bác sĩ. Dạ vâng. Tin tưởng lắm.
Dạ vâng. Mà đợt này lên sẽ quảng cáo rất là dạ vâng. nhiều người. À thế là hôm nay là đến là điều trị cho bà đúng không ạ? Ông vâng. ông có điều trị gì không ạ? Tôi có điều trị nhưng mà hôm nay bận này chưa khám, mai tôi vừa đến tôi mới khám. Vâng. Tôi khám trần hai cái đầu gối trần nó cũng đau. À thoái hóa khớp gối à, hay là tràn dịch khớp gối? Thoái hóa khớp gối. À vâng vâng. Vâng. Thì chắc là mai tôi mới khám mới điều trị. Dạ vâng. Sáng hôm nay đưa bà xã tôi đến khám và để biết nhà. Dạ vâng. Của bác sĩ ở đây. Dạ vâng. Thế và một tí nữa là về xóm hôm nay có cái đám khao thọ. À đấy ạ. Là phải về sớm một tí. À vâng. Để giữ cái buổi khao thọ. À đấy ạ. Trong xóm. Cái vâng. ông hôm nay ông ấy 80. Vâng. Vâng. Thế nên vâng. là không ở được. Dạ vâng ạ. Vâng. À thế đi, chào cho bà. Rồi, vâng, cháu chúc bà nhanh hồi phục sức khỏe nhé. Rồi, bà xem suốt mà bà quảng cáo bà. À gặp ai bà cũng quảng cáo. Vâng, cháu cảm ơn bà. Vâng ạ. Lần sau lại đến. Vâng, vâng. Chào vâng nhá. Ạ, vâng ạ. Đấy, quý vị có thể thấy là những bệnh nhân đang nói chung là rất là tin tưởng vào Phúc Lâm Bảo Đường. Chính vì vậy mà Phúc Lâm Bảo Đường sẽ không để phụ cái lòng tin đấy của tất cả những vị bệnh nhân đã đến đây điều trị. Đấy. Thế còn quý vị hãy cùng theo chân Đạt vào trong phòng trị liệu đây. À, chú ạ, mà. Chào các thầy nhá. Vâng, chào bà. Vâng. Hai xuân năm mới đây. À, trong này ấm nhỉ? Bật điều hòa 2 chiều hả cô? Rồi, bật điều hòa 2 chiều, xin chào. Chào ông ạ. Đấy, điều hòa rất là ấm nhá. Ông cô ạ, năm mới khỏe không? Mình nhìn bố rồi. Nhìn phong độ hẳn luôn nhỉ. Thầy Huấn, trường hợp của bà là bị làm sao đấy ạ? Trường hợp của bà bị thoát vị đĩa đệm. Vâng. Tê vai gáy. Tê vai gáy không? Tê vai gáy, thoát vị đĩa đệm, tê chân. Lệch hết cả khớp. Lệch hết xuống ngón chân. Đâu ông có thể chỉ qua cái hết rồi, hết rồi. À hết rồi. Làm xong hết rồi. Làm xong hết. Con chả vào sớm. Bà đấy quay rồi nhỉ? Chưa. Không, thằng ấy quay rồi. À. Quay rồi, quay đúng không? Ừ, Nghiệp quay rồi. Ừ. Và không làm gì. Quay cái ca xong kêu vẫn chết đạt ạ. Dạ. Đau mà, nói chung là cái nắn chỉnh này rất là đau. Cái mấy cái đốt sống này nó hơi lồi rồi không? Không, thế là ngon lành mà đã phải vào, con phải vào xem. Hả? Nắn kinh lắm. Cho ông kia sang đây cho con. Tôi đau quá, chịu không được. Có. Ở nhà. Đây này. Gần chết thầy, nắng cho tới gần chết hai đầu gối tới xương tướng này. À thế ạ. Tôi kêu gần chết Chúa, mẹ ơi cứu tôi. Gần chết. Vâng, nói chung là làm nắn chỉnh này là nó sẽ đau đấy. Chết. Kiểu này về mất dáng đi điệu, theo ông chồng ông ấy bắt đền thầy là mất cả cái dáng đi điệu. Gần chết tôi đi còn. Chân của cô là cô bị chân sao? Cô đây này, cô duỗi được đâu bây giờ thầy làm từ mình ấy được chứ tớ là phải đệm cái gối ở đây để ngủ. À. Ừ. Nhưng mà bây giờ là chân cô duỗi được đến chụp đâu rồi? Là chụp là nó lệch bánh chè đầu gối, gai khớp gối, viêm đa khớp. Mà. Các tay chân ấy đấy. Hết đây này đấy. Các khớp tay khớp chân của cô sưng rất là nhiều đấy, biết điều kiện từ năm ngoái nhưng mà do điều kiện nhà mấy người lẫn không đi được, bây giờ các cô đi hết rồi cô mới đi được. Và đây lên đây sáng nay cậu chờ từ lúc 4:30 sáng từ Thanh Oai mà. À từ Thanh Oai ạ. Ừ. Và từ Thanh Oai đấy đau lắm, lúc thầy Lập làm từ kêu rời kêu đất mà. Thầy bảo cứ kêu đi, cứ kêu cho thoải mái mà. Kêu không thể chịu được, đau lắm, nhưng mà thầy làm xong rồi nhẹ, trước là cái chân này là nhẹ này. Vâng. Đấy, con lên được như cái chân này chịu đứt không kéo được như này, bây giờ kéo được như này rồi. À. Trước là chỉ có dê này, nếu mà nằm ngang nghiêng này gần chết, bây giờ nằm nghiêng này lôi được rồi này. Ở nhà đêm qua là chị cứ nhích thế này. Vâng. Này mãi mới đưa được sang mà phải có cái chăn ở bên này. Vâng. Thế thì bây giờ chị vật sang đây được rồi, nhưng mà nơi thầy làm đau lắm. Vâng. Nói chung là cái bây giờ chị vẫn còn run trên này. Vâng. Đau lắm. Cố gắng chị nhá. Ừ. Nó sẽ phải bị đau mất mấy hôm đấy, mấy hôm đầu đấy. Có người đau còn phát sốt cơ mà. Đây, nhưng mà sau cái cơn đau đấy là nó sẽ nhẹ đi rất là nhiều. Chị nhá. Vâng. Chị cảm ơn nhá. Vâng, chúc vâng. Chúc chị mau chóng hồi phục sức khỏe. Có em nó lấy vợ gần đây mà, cách đây 10 cây thì nó bảo thôi thì hôm nay em chở chị lên. À, vâng. Hình như là em vợ nó cũng chơi cùng mẹ em ngày xưa ấy.
chị không nhớ thằng gì nhưng mà nó đi ấy thuốc ấy, trước nó ấy thuốc sức khỏe ấy. Em cũng không... lấy vợ ở Hà Nội gì, nó ở dưới Hà Nội, chị quên tên thằng em. Em cũng không rõ lắm. Vâng. Nhắc okay. tên là em nhớ. Vâng vâng. Đấy, thưa quý vị, là nói chung là nhiệt độ ngoài trời bây giờ thì đang rơi vào khoảng độ 15-16 độ. Nhưng mà đi vào trong này thì là rất là ấm quý vị nhé. Bởi vì trong này là có điều hòa ấm mà. Đấy. Ông ạ. Giờ tôi xin phép mà bác sĩ tôi rời về nhà để cho tôi đấy. À, để bà ở đây hả ông? Vâng, ở đây. Vâng. Về nhà để tôi giữ một cái buổi khảo thọ đã. À, dạ vâng ạ. Tôi lại đến tôi đón bà nhà tôi. Dạ vâng ạ. Còn tôi mai tôi mới khám. Vâng. Và cũng điều trị tiếp. Vâng ạ, vâng. Vâng. Cảm ơn bác sĩ. Dạ vâng. Cảm ơn ông ạ. Vâng. Ông có thể cho cháu biết là ông tên là gì không? Tôi tên là Nguyễn Thanh Lưu. Ông Nguyễn Thanh Lưu. Nguyễn Thanh Lưu ở thôn 8 Bà Trại. Hiện nay đang ở cùng với bà xã ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. À vâng. Đấy, mỗi khi lên kênh của cháu giới thiệu tên tuổi cho mọi người cũng biết. Vâng vâng. Tôi ở trên ý về đây là cũng thường thường là mọi khi cứ đi xe máy. Vâng. Đi mất một ngày mới về đến đây. Vâng. Thế nhưng bây giờ thì nó rét quá đi ô tô. Vâng. Nói chung là đi đường xá xa xôi cũng vất vả không nhỉ? Vâng, có tuổi. Vâng. Cho nên đi nó rét. Vâng. Nên là tin tưởng ở cái chỗ dạ, vâng. điều trị của bác sĩ đầy lắm đấy. Vâng, ông cứ yên tâm ạ. Rất tin tưởng đấy. Vâng. Vâng, thế tôi chính là tôi đi trước nhé. Dạ vâng ạ. Chúc sức khỏe bác sĩ nhé. Vâng, vâng, chào ông ạ. Vâng, vâng. Vâng, thưa quý vị, thì những cái phong bao lì xì cuối cùng đã được thả vào thùng rồi ạ. Vâng, phải số lượng lì xì rất là nhiều cho nên là phải tập trung rất là nhiều nhân lực để mà đúc phong bao lì xì để cho vào cái thùng may mắn này đây. Cái quan trọng nhất là tí nữa chủ tịch Đạt cho vào rồi ơi. À, cái máy massage này thì là cái lì xì, bao lì xì cuối cùng Đạt sẽ cho vào. Đâu? Anh cần một cái phong bao lì xì nữa. Vâng, kính thưa quý vị, thì những cái phong bao lì xì đã được chuẩn bị sẵn ở trong này rồi. Đấy, thì giá trị của những cái phong bao lì xì này thì là có mệnh giá là từ 50.000 này, 100.000 này, 200.000 này, 500.000 này, 1 triệu này và cả 2 triệu nữa. Và cái phần quà lớn nhất là Đạt đang cầm trên tay này, đó là chiếc ghế massage đang hiện hữu ở đây. Đấy, thì không biết là trong cái buổi rút thăm hôm nay thì không biết là có bệnh nhân nào có may mắn trúng được cái phần thưởng này không ạ. Vâng, thì đây, đây chính là cái phong bao lì xì cuối cùng và là cái phần thưởng lớn nhất. Thì Đạt sẽ cho vào trong cái phong bao lì xì này trước mặt mọi người để thả vào trong này để cho nó minh bạch, không có lên video thì mọi người lại bảo là nó có cho vào trong đấy đâu thì chết dở. Vâng. Không có cái bao nào mà Đạt đến rồi à? Dạ. Đạt đến rồi thì là phải có những người chơi nó phải trẻ trẻ tuổi từ 18 đến 20. Đây. Đấy nha, cái phong bao lì xì là chiếc ghế massage là cháu để vào đây nhá. Đây. Sau đó là cháu xóc lên. Đấy. Đó. Đây. Vâng. Rồi. Vâng, cháu cho cháu phỏng vấn một chút ạ. Thế bà là tên là gì, bà đến từ đâu ạ? Bà kia đến từ đâu? Bà là ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc ạ. Bà tên là gì ạ? Bà là Khổng Thị Thế ạ. Vâng. Thì nhà bà đã có ghế massage chưa? Nhà bà chưa. Đấy, mình cũng rất mong là bà sau cái vâng. Vâng. Ở đây có ai có muốn trúng cái ghế massage không ạ? Đấy, ai cũng có. Vâng. Thì vâng, đây quý vị có thể nhận ra được bệnh nhân đầu tiên đến Phúc Lâm Bảo Đường ngày mùng 6 đây thì bà ưu tiên bà sẽ bốc trước vào nhá. Nào, quý vị hãy cùng cổ vũ đi. Bà. Nào, bây giờ bà. Đây ạ, đây ạ. Cháu sẽ giúp bà nhá. Gì cũng được, năm mới. Thôi. 50.000. Nào. Vâng. Rồi. Đây, cháu gửi bà nhé.
Nào tiếp tục đến bà. Bà là người thứ hai đến Phúc Lâm Bảo Đường thì cháu xin mời bà tiếp tục bốc ạ. Cái con ngồi ghế này tí nữa lấy cả con đến xong nghe tiếp nhá. Vâng ạ. Đây cháu sẽ giúp bà xem là bà nhận cái gì đây. Cái nào bốc thì bỏ đi em. To lắm, cái giấy này to lắm này. 50.000 đồng. Rồi nha. Đây. Rồi, đúng rồi. Nào tiếp tục chị nhá. Chị bốc đi. Kêu to nhất. Kêu to nhất trong khoe. Vâng. Kêu to nhất khi được quà to nhất. Cố lên, cố lên. Đấy, chị bảo là đang muốn bốc được cái lì xì đạt đến rồi đấy. À, đây để em giúp chị nhá. À, xem đấy là cái gì đây ạ? Xem là cái gì? Tay khèo này. Mong là cái giải to to một chút đi. To to chưa hồi hộp sờ vào. 200.000 đồng. Đấy. Vâng. Nào, cháu xin mời bà ạ. Vâng. Ai cũng được bốc. Bà đang hỏi là có ly chi đặt đến thăm nhà không kìa. Vâng, kính thưa quý vị, thì ngày hôm nay thì tất cả những ai có mặt tại Phúc Lâm Bảo Đường đều được tham gia chương trình, kể cả cán bộ nhân viên của Phúc Lâm Bảo Đường. Tuy nhiên thì do là cái thời gian bắt đầu trò chơi hơi là muộn một chút, thế cho nên là có một số thầy là đã về nghỉ trưa rồi, do là sáng nay cũng rất là đông khách nên là hơi mệt một chút. Thì những cán bộ nhân viên của Phúc Lâm Bảo Đường mà tham gia ấy, thì nếu như mà bốc được chiếc ghế massage thì sẽ phải trả lại cái phần quà đó và sẽ nhận được 1.000.000 đồng. Đấy, thì còn ai chơi thì cũng có quà. Và cái giải thưởng cao nhất là có một bà là được 300.000. Thế còn thường thường là được 50.000 này, 100, 200. Rất là nhiều. Và rất là tiếc là không ai thì, và rất là tiếc là cái ghế massage thì hiện tại bây giờ là vẫn chưa có chủ. Và cái cơ hội thì vẫn còn rất là nhiều dành cho những bệnh nhân tiếp theo đến với Phúc Lâm Bảo Đường. Thì Đạt cũng đã từng nói rồi là cái chương trình này sẽ kết thúc khi nào mà có chủ nhân của chiếc ghế massage thì thôi. Đấy, chứ Đạt cũng không giữ lại để làm gì. Bởi vì là sắp tới thì Đạt cũng đang thì chuẩn bị triển khai mấy chiếc ghế massage để phục vụ cho những bệnh nhân đến điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường. Khi mà phải chờ đợi thì có thể là ngồi đó để mà thư giãn. Quý vị có thể thấy là khuôn mặt của mọi người ai cũng rất là vui, rất là niềm nở. Dù được cái phần thưởng nhiều hay ít thì cũng rất là vui. Bởi vì dù nhiều dù ít thì đây cũng là một chút lộc lá của Phúc Lâm Bảo Đường dành cho mọi người. Quý vị nào mà đang có ý định đến Phúc Lâm Bảo Đường thì để điều trị thì quý vị hãy nhớ đến sớm để được tham gia cái chương trình bốc thăm trúng thưởng này quý vị nhé.